Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần. Bên shop em đóng bông trang gửi cho khách ạ. Hôm nay thì shop em gửi lô bông trang mỹ hồng, 20 cây mỹ hồng. Cây mỹ hồng và 10 cây mỹ đỏ. Đơn hàng đã được đóng rồi nè cả nhà. Đây là những cây mỹ đỏ anh em chuẩn bị mang cho khách. Bông rổ đỏ một cốt, ảnh cao là từ 8 cho đến 9 tấc. Trước cũng như cả nhà này cũng chuẩn bị đóng luôn. Và trước này là trang vạn nghệ, trang vạn nghệ nha cả nhà. Màu đỏ rất là tươi. Super đang đóng hàng đây. Đây
đỏ. Mỹ đảo màu rất là tươi luôn cả nhà. Giờ chuẩn bị đóng mấy cây mỹ hồng này vào. Nhanh mỹ hồng này là cao 1 tấc rưỡi, 15 cm. Mỹ hồng này mỹ hồng con nha cả nhà, giá cũng rất là mềm.